Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Khắp Bây ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và hôm nay đó chúng ta cũng đã nhận được cái phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ không như mong đợi các bạn. Nhiều người đó thì họ xem phần trăm lạm phát này nó cũng không có phải là quá xa với mong đợi. Chứ cũng không phải là có vấn đề gì nhưng mà để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn. Thật ra nó cũng khá là quan trọng đó các bạn. Nhưng mà cho dù như vậy chúng ta vẫn thấy được là cả ba chỉ số chứng khoán ngày hôm nay đã vẫn tiếp tục là màu xanh. Chúng ta có chỉ số Nasdaq đó

S&P 500 thì tăng 152 và Dow Jones thì tăng 0.61. Pre-market thì bây giờ đó thì không có thay đổi nhiều các bạn. Và chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì vẫn ở cái mức ổn định là 78 đô và 2 cent cho một thùng dầu. Vàng đó thì vẫn cao các bạn nhưng đang nguội lên một chút ở mức là 2.164 đô trên một ounce vàng. Crypto đó thì chúng ta nhìn thấy giá của BTC cũng tương tự như ngày hôm qua. Đâu đó là khoảng 72.000 đô và Ether thì vẫn hơn 4.000 đô mặc dù ngày hôm nay chúng ta cũng đã có một cái sự điều chỉnh trong ngày. Chúng ta sẽ nói thêm về bịch khôi và iter và một số đồng khác một lát nữa chúng ta bây giờ hãy dành thời gian để mà nói về tình hình của phần trăm lạm phát Tại vì cái này nó có cái ý nghĩa dài hạn hơn các bạn, tại vì phần trăm lạm phát là ảnh hưởng đến dòng tiền sau này, tại vì nó liên quan đến cái phần trăm lãi suất của Fed các bạn. Thì chúng ta nhìn thấy được là chúng ta đã có chỉ số phần trăm lạm phát hàng tiêu dùng của tháng này đó là 3.2%, tháng trước đó là 3.1% và ước tính là 3.1%. Có nghĩa là chúng ta đã có phần trăm lạm phát cao hơn ước tính một chút xíu các bạn, 3.1 so với 3.2 chúng ta nhìn thấy được là core CPI như là không tính phần trăm lạm phát của lương thực và năng lượng thì tháng này là 3.8% so với tháng trước là 3.9 ước tính tới 3.7 thì vẫn giảm một chút xíu nhưng mà không giảm như nhiều người nghĩ thì mới đầu đã nhìn những chỉ số này chúng ta thấy được là cũng không có khác biệt nhiều so với lại tháng trước đó hay là không có khác biệt nhiều so với lại ước tính nhưng mà nếu như chúng ta nhìn kỹ hơn đó, thì đúng là khi các bạn nhìn vào những cái mặt hàng khác nhau đó thì một điều rất rõ ràng là trong cái tháng này so với tháng trước đó chúng ta có thể nhìn thấy được là khi nhìn vào cái cột liên quan đến thức ăn thì không có tăng trưởng các bạn đi điều tốt các bạn nhìn thấy được là so với lại tháng 1 đó thì tháng 2 cái chỉ số đo được thức ăn thì không có tăng trưởng là 0%. Nhưng mà ngược lại đây chúng ta nhìn thấy được là bên dưới này là có con số 2.3%. Và 2.3% này là liên quan đến năng lượng các bạn. Thì giá năng lượng lại tăng so với tháng trước đó. Cho nên khi mà chúng ta nhìn vào những cái cột liên quan đến những mặt hàng đó giống như chúng ta nhìn vào cái cột của tháng 2 này, những mặt hàng đó thì phần lớn nó cũng tương tự như tháng vừa rồi hoặc là giảm. Có vài mặt hàng đó thì tăng nhiều hơn các bạn, nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái phần lớn đối thuộc đó tại sao mà chúng ta nhìn thấy chỉ số CPI tăng lên 0.1% tại vì tuy thì chúng ta thấy được là thức ăn không có tăng nhưng mà năng lượng lại tăng dẫn đến là chúng ta có chỉ số CPI tăng trưởng. Phần còn lại đó thì chúng ta nhìn thấy được là phần lớn cũng là giảm so với tháng vừa rồi hoặc là cũng cỡ đó các bạn. Cho nên những mặt hàng khác đó thì cũng không có tiến triển nhiều nhưng mà chúng ta cũng không có cái sự giảm nhiều như là mong đợi các bạn cho nên chỉ giảm xuống có 3.8 so với 3.9 mà thôi. Thôi nói hồi nãy giờ đó thì các bạn nghe cũng cảm thấy được ồ oh, phần trăm lạm phát ở đây cũng không có gì gọi là uh, quá đặc biệt thì tại sao chúng ta lại cần phải quan tâm nhiều tại vì tuy là chúng ta so sánh với mấy tháng vừa rồi đó thì không thay đổi nhiều nhưng mà nhìn về góc cạnh của fed đó, thì đây là một vấn đề để các bạn tại vì sao tại vì các bạn nên hiểu là phần trăm lạm phát nó đang dài dặn chúng ta có thể nhìn thấy được là phần trăm lạm phát đó, nó ở cái mức là ba phần trăm cho cpi một thời gian rồi và không xuống nữa các bạn hay là xuống cực kỳ chậm và nếu như mà các bạn là fed thì các bạn sẽ nghĩ là có phải là cái sự siết chặt bây giờ chưa đủ thì có cần phải siết chặt thêm nữa hay là không hay là ít nhất có cần phải tiếp tục giữ cái lãi suất ở mức cao thêm một thời gian nữa để mà quan sát chứ còn lấy cái gì để mà có thể chứng minh là cái phần trăm lạm phát sẽ tiếp tục giảm xuống tại vì giảm nhiều đã đúng các bạn năm vừa rồi đã phần trăm lạm phát giảm rất là nhanh nhưng mà giảm tới cái mức này thì nó lại bị khựng lại thì đó là những gì mà chúng ta sẽ xem coi là dòng điều của chủ tịch John Powell như thế nào trong cái cuộc họp vào khoảng chừng một tuần nữa các bạn tại vì ngay bây giờ đó khi mà chúng ta nhìn vào lại sút thì có nhiều ý kiến khác nhau. Giống như, như ngày hôm nay chúng ta thấy được là CEO của Citadel, Ken Griffin thì ông đã nói là nếu như mà tôi là Fed thì tôi sẽ cần thêm thời gian. Tại vì không phải là ông không muốn Fed giảm lãi suất các bạn. hầu như bất cứ ai đầu tư bây giờ cũng muốn Fed trả lãi suất hết. Nhưng mà điều mà quan trọng hơn nên nếu như mà Fed giảm lãi suất, rồi sau đó phần trăm lạm phát lại tăng trở lại, rồi Fed phải tăng lãi suất để mà quản lý cái phần trăm lạm phát đó, thì cái đó nó còn tệ hơn là tình hình bây giờ nữa. Cho nên tốt nhất là Fed cần phải chắc chắn trước khi mà giảm lãi suất và cho đến bây giờ đó thì đương nhiên chúng ta vẫn chưa có cuộc họp kế tiếp cuộc họp kế tiếp đó sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 3 các bạn nghĩa là vào tuần sau thì ngay thời điểm bây giờ đó hợp đồng tương lai của CME cái chỉ số chúng ta đã theo dõi rất rất lâu rồi các bạn các bạn đều biết là trước những cuộc họp đó chỉ số này đã hầu như là rất chính xác thì hiện bây giờ chúng ta nhìn thấy hợp đồng CME đang nghiêng về là 99% trong cuộc họp tháng 3 này sẽ không có giảm lãi suất gì hết cái này đương nhiên là nhiều người đồng ý rồi các bạn tại vì chủ tịch John Powell cũng đã nói nhiều lần rồi ông không có ý định giảm lãi suất sớm như vậy cần thêm thông tin vào tháng 5 thì sao các bạn tháng 5 đó là cuộc họp kế tiếp của Fed tại vì không có cuộc họp nào tháng tư hết thì ngay bây giờ đó là 88.9% vẫn nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất mãi cho đến tháng 6 các bạn tháng 6 là cái tháng đầu tiên bây giờ mà chúng ta có cái phần trăm nghiêng về là Fed sẽ giảm lãi suất đợt đầu tiên là 0.25 là 62.4% thì hiện bây giờ đó những chỉ số này nó cũng không khác biệt nhiều so với trước đây các bạn chúng ta lại phải chờ xem coi là giọng điệu của chủ tịch John Powell như thế nào ngay bây giờ đó thì tuy chúng ta nhận được một cái phần trăm chỉ số CPI không như mong đợi nhưng mà hợp đồng tương lai đó thì vẫn như vậy vẫn nghĩ là chúng ta sẽ có cái đợt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 6 tại vì nếu như mà không giảm lãi suất đó thì không tốt cho ai hết các bạn tại vì các bạn thấy được là không giảm lãi suất hay là cái phần trăm lạm phát vẫn ở mức cao đó thì hoàn toàn không tốt đối với nhiều công ty và thậm chí không tốt đối với nhiều người làm chính trị các bạn nhất là đối với lại chính quyền của tổng thống Joe Biden khi mà ông đứng ra để mà tái ứng cử đó thì hai cái đều không được tốt nếu như mà phần trăm lạm phát cao thì sẽ dẫn đến là người dân không có được vui các bạn và nếu như mà chúng ta có phần trăm lãi suất cao phần trăm lạm phát có thể giảm nhưng mà lãi suất cao, cư dân cũng sẽ không được vui tại vì họ phải đi vay mượn với cái mức cao dẫn đến họ khó mua nhà, họ khó mua xe và chúng ta cũng thấy được là bên của tổng thống Joe Biden thì ông cũng đã muốn có những chính sách như là tặng tiền cho những người mà bây giờ họ chưa có nhà mà họ đi mua nhà lần đầu tiên, đó. thường quên trong số là bao nhiêu rồi thường nhớ là khoảng chừng 10.000 đô hay gì đó, cái này là kế hoạch thôi các bạn chưa có được thực hành thì nếu các bạn là người mà chưa có nhà đó thì các bạn sẽ được hưởng 10.000 đô lợi ích nếu như các bạn mua nhà lần đầu tiên, coi như là hỗ trợ tại vì bây giờ lãi suất quá cao thì cái mà các bạn có thể nhận ra được đó, thế giới này rất là thú vị các bạn. Các bạn nghĩ làm thế nào để mà chống đối với lạm phát thì nhiều người nghĩ là đương nhiên phải siết chặt tiền tệ để mà chống đối lại với lạm phát. Nhưng mà ngược lại đó thì nhiều người lại sử dụng cái cách là tung thêm tiền ra. Tại vì phần trăm lạm phát dẫn đến nhiều mặt hàng tăng giá và người dân cần thêm tiền để mà đổi đầu với cái số lượng tăng giá đó nhưng mà ngược lại các bạn khi mà tung tiền ở trên thị trường là sẽ khiến cho cái phần trăm lạm phát tăng nữa các bạn khi mà có thêm tiền ở trong thị trường thì đó không phải là cách giải quyết dài hạn nhưng mà đó là một kế sách ngắn hạn thì cái mà thường nghĩ đến là trong trường hợp xấu mà chủ địch john power kiên quyết là không muốn giảm lãi suất cho dù là chúng ta thấy là qua hè rồi vẫn chưa có được giảm lãi suất nào hết thì tôi nghĩ là bên chính quyền của tổng thống Joe Biden phải nghĩ đến cách để mà bơm tiền vào trong nền kinh tế, tại vì ông phải đứng ra để mà ứng cử các bạn và không có ai muốn đứng ra ứng cử khi mà phần trăm lạm phát cao như vậy hay là phần trăm lãi suất cao như vậy hết và đương nhiên không ai muốn ra ứng cử khi mà có suy thoái tài chính cho nên phải tìm cách nào đó để mà bơm tiền vào trong thị trường. Đó là cái suy nghĩ cá nhân của thục mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới tình hình của bị khôi đi thì các bạn. Các bạn thấy được hôm nay đó giá của Bitcoin hồi sáng này một lần nữa đã chạm cái mức là 73.000 đô nhưng mà đã nhanh chóng bị đẩy ngược trở xuống các bạn trong vòng 4 giờ đồng hồ đó là từ 73.000 mà đã đẩy ngược trở xuống để hình zoom mà các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn đã đẩy ngược cho xuống tới cái mức là chỉ còn có 68.624 thôi các bạn. Nhưng mà ngay sau đó đã giá đã tăng trở lại. Nhưng mà vì cái sự giảm giá đó đã dẫn đến cũng nhiều lệnh long về thanh lý. Hôm nay đó tuy không phải là một ngày mà có nhiều lệnh đồng bảy bị thanh lý. Cái ngày hôm nay đây chúng ta có tổng cộng là 363 triệu lệnh đồng bảy bị thanh lý. Thì cái này nó cũng coi như là không có cao các bạn. Cao là phải gấp 4 lần con số này. Nhưng mà phần lớn các bạn nhìn thấy được là lệnh long về thanh lý 252 triệu. Chúng ta có thể nhìn thấy được bên dưới này đó thì trong một cái thời gian ngắn thôi hồi sáng này đã có 83 triệu đình lon bị thanh lý chỉ trong vòng một giờ đồng hồ mà thôi và đó là cái lúc mà giá giảm nhanh như thế này bây giờ đó thì đã trả trên về cái mức gần như là ngày hôm qua các bạn không thay đổi gì hết là khoảng 72.000 đô thì thị trường bây giờ đã vẫn có rất nhiều cái sự dao động cho nên những bạn nào mà thích sử dụng đồng bảy đó thì cũng nên cẩn thận tại vì các bạn nhìn thấy được là hầu như ngày nào Bây giờ chúng ta cũng có những cái đợt quét là gì hết các bạn, giá tăng lên nhanh rồi lại giảm xuống nhanh rồi lại trở lại như là không có gì xảy ra hết. Đã xảy ra rất gần nhiều lần rồi từ tuần vừa rồi tới bây giờ. Và chúng ta à, cũng có thể nhìn thấy được là cái phần trăm có lợi trên thị trường vẫn còn rất là cao. Để thường refresh lại để xem cái thông tin mới nhất ngày hôm nay. Thì à, hôm nay đó các bạn có thể đoán được là vẫn còn cao các bạn. Đây là cái thông tin mới nhất cho chúng ta nhìn thấy được là cái chỉ số bây giờ là 97.9%. Thì câu hỏi là tại sao nó cao như vậy? Thì ai đang lỗ thì trên căn bản đó, nếu các bạn lưu chữ Bitcoin thì hầu hết mọi người đều có lời. Các bạn có nghĩ đi, 9799 chúng ta có nói là con số 98% đi cho dễ thì trong 100 Bitcoin thì chỉ có 2 Bitcoin là đang lỗ bây giờ mà thôi. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là chỉ những ai mua hơn cái mức giá hiện tại là 72.000 đô thì mới không có lời, chứ còn các bạn mua bất cứ giá nào dưới 72.000 đô đều có lời hết. Cho nên chúng ta mới có phần trăm có lời nhiều như vậy thì làm sao để có thể cái phần trăm có lời này điều chỉnh xuống thì nhiều người sẽ nói là chúng ta cần phải có một cái đợt điều chỉnh thì có đó là đúng các bạn khi mà có điều chỉnh cái phần trăm này sẽ giảm rất là nhanh nhưng mà cái mà chúng ta mong ước nhiều hơn là giá bitcoin tích lũy cái điểm nào đó giống như tích lũy cái điểm là từ 70 tới 72 đi một thời gian thì cái phần trăm này cũng sẽ giảm xuống tại vì trong thời gian đó chúng ta sẽ có những người mà có lời họ có thể là bán cho những người khác và những người khác khi mà mua nó sẽ không có lời dẫn đến cái phần trăm này sẽ giảm xuống cho dù giá đứng như một chỗ các bạn thậm chí là giá tăng cũng có thể giảm xuống nữa nếu như mà chúng ta ở cái mức này một thời gian. Tại vì sao? Để thường cho các bạn một cái ví dụ, chúng ta có thể thấy được là bây giờ đó là ở mức là 97.9%. Chúng ta trả trở về đi lần trước đó đó ở mức là 97.9% này khi nào các bạn à, chúng ta có thể nhìn thấy được cái mức là 97.24% đi là ngày 6 tháng 3, có nghĩa là cách đây khoảng chừng một tuần nữa các bạn. Một tuần trước giá Bitcoin lúc đó chỉ có 66.000 đô mà thôi và lúc đó đó cây chỉ số này mức là 97.24% một tuần sau chúng ta thì được là cái phần trăm cũng đâu đó cỡ như vậy là 97.9% nhưng mà giá đã tăng lên 71.000 đô rồi tại vì sao thì đơn giản thôi tại vì trong khoảng thời gian này chúng ta đã có một số người họ bán trong khoảng thời gian này họ bán từ từ các bạn dẫn đến là những người mà mới vừa nạp những bịch kho đó vào ví của mình thì chưa có lời à, cho nên chúng ta nhìn thấy được là cho dù là 68.000 đô chúng ta ở mức 99.36 tới cái thời điểm là chúng ta đạt cái mức là 72.000 đô đó chúng ta đã giảm cho về 98.9% là vì lý do đó miễn là chúng ta thấy giá bịch ổn định ở một cái mức nào đó một thời gian miễn là không có tin tức gì xấu đó thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy cái phần trăm này sẽ giảm xuống và đã thực sự đã giảm xuống từ ngày 9 tháng 3 tới bây giờ rồi các bạn ngày 9 tháng 3 chúng ta ở mức là 99.4% rất là cao luôn bây giờ chúng ta đã trả cho về 97.9% rồi và chúng ta có thể nhìn thấy là hôm nay đã giá Bitcoin đã tuy là không có thay đổi nhiều nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cũng có nhiều altcoin là màu đỏ ngày hôm nay nhìn chung thị trường đó thì phần lớn altcoin là màu đỏ cũng có vài altcoin cũng xanh hôm nay chúng ta có near tăng 21.1% injective tăng 16.9%, AVAX tăng 6.5% và Thon ngày hôm nay đã tăng gần như là 30% các bạn. Nhưng mà phần lớn là màu đỏ hiện tại, nhưng mà cũng không phải là đỏ lắm đâu. Và chúng ta nhìn thấy là một trong những cái sự kiện lớn sẽ diễn ra vào ngày mai đó chính là sự kiện liên quan tới Ethereum, đó chính là cái sự kiện cập nhật Ethereum Dan chúng ta đã nói tới khá là nhiều rồi và nó quan trọng đến nỗi như bây giờ các bạn nhìn thấy được là ở trên cái trang web của CNBC đó đây là cái phần các bạn phải trả phí mới có thể xem được thì họ đã có một bài chuyên về Ethereum cập nhật Dan tại vì nó rất quan trọng các bạn ngày mai đó cập nhật này sẽ diễn ra ở trên mạng lưới chính thức và khi mà thành công rồi đó chúng ta sẽ thấy được là cái chi phí tầng hai của Ether sẽ rẻ hơn rất là nhiều những mạng lưới tầng 2 đã sẽ nhanh hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn. Và đây là một trong những cái cập nhật mà nhiều người chờ đợi bao nhiêu lâu nay rồi các bạn. Ngày mai nó sẽ xảy ra. Chỉ thi ngày mai là khi nào các bạn? Ngày mai đã tính theo giờ Cali là 7 giờ sáng, có nghĩa là ngày hôm nay tại Việt Nam. Khoảng chừng 9 giờ tối các bạn, đây là khoảng chừng mà thôi, tại vì nó tính theo số lốc tùy theo nhanh hay là chậm. Nhưng mà chúng ta sẽ biết kết quả rất là sớm liên quan đến cập nhật này. Còn về Bitcoin đó thì hôm nay có gì mới lạ hay là không? Thì chúng ta có một số tin tức các bạn Thứ nhất đó là công ty Bernstein là một trong những công ty đầu tư Thì trước đây họ đã bullish rồi Bây giờ họ nói là họ càng tự tin hơn Về việc là Bitcoin sẽ đạt được 150.000 đô các bạn Vào giữa năm 2025 Lý do họ nói là tại vì cái luồng tiền và Bitcoin ETF đó đã vượt quá kỳ vọng rồi Thì luồng tiền và Bitcoin ETF đó như thế nào? Chúng ta sẽ nói tới chi tiết một lát nữa Chúng ta cũng có đài BBC ở Vương quốc Anh các bạn Họ cũng đã thảo luận về Bitcoin và gần đây ra rất nhiều đài truyền hình các bạn ở Pháp cũng vậy, ở Anh cũng vậy, ở Hoa Kỳ đi thì hàng ngày luôn chúng ta có Fox Business News, chúng ta có CNBC, chúng ta có Bloomberg đó thì liên tục nói về Bitcoin, mọi thứ đã sôi động cho lại rồi các bạn. Và đương nhiên tại sao họ nói nhiều về Bitcoin hiện tại hay là crypto? Tại vì nhu cầu xem thông tin đang có các bạn. Và ở trên chương trình này đó của Vương Vương Anh đó, thì họ nói là gần như mỗi giờ loại tiền ảo này liên tục đạt đỉnh mới. Và hiện bây giờ đây là một trong những sản phẩm đầu tư được công nhận trên toàn thế giới các bạn. Khi mà đã có Bitcoin Smart ETF rồi đó, thì đó là một cái dấu ấn công nhận cho Bitcoin trong thế giới đầu tư. Và chúng ta cũng có một trong những người mà không được vui lắm đó chính là JP Morgan CEO các bạn. Đó chính là Jamie Dimon. Thì ông nói là cá nhân tôi đó sẽ không bao giờ mua Bitcoin. Nhưng mà các bạn đã biết là JP Morgan là một trong những công ty mà được hưởng lợi rất nhiều từ Bitcoin Spot ETF hoặc là công ty trung gian cho rất là nhiều quỹ các bạn. Và bản thân của JP Morgan cũng có nhiều quỹ đầu tư liên quan đến crypto. Nhưng mà CEO của họ đó thì lại liên tục nói ngược lại các bạn. Và gần đây đó thì ông hầu như rất là mệt mỏi rồi. Các bạn đã nhớ là trong cái hội nghị ở Davos của năm nay đó thì trong cuộc phỏng vấn ông đã nói là đây là lần cuối cùng ông nói về Bitcoin các bạn. Có biết tại sao hôm nay ông lại nói về Bitcoin nữa. <laughs> Và về Bitcoin Spot ETF thì để mình refresh xem coi chúng ta đã có thông tin mới nhất hay là chưa Thì hiện bây giờ đã vẫn chưa có đầy đủ thông tin cho ngày hôm nay Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy là ngày hôm qua đã là một ngày mà có dòng tiền dương rất là tốt các bạn 505 triệu đô la cho dù là chúng ta thấy được là cái tốc độ bán của Trayscale đã vẫn cao các bạn Chúng ta nhìn thấy được là tới 494 triệu ngày hôm qua Nhưng mà chúng ta nhìn thấy là cái tốc độ thu mua nhưng quỹ còn lại đó cũng rất là cao luôn Chúng ta có BlackRock hôm qua thu vô 562 triệu Chúng ta có Fidelity thu vào 215 triệu Và thậm chí chúng ta có cây quỹ của VanEck các bạn Quỹ đồ đó hôm qua cũng đã thu vô tổng cộng là 118 triệu Lý do các bạn hãy nhớ là hôm qua đó, Công ty VanEck đã đưa ra cái thông báo Là họ sẽ miễn cái phí quản lý cho đến cuối tháng 3 của năm sau nghĩa là miễn nguyên một năm luôn các bạn và ngay sau đó chúng ta nhìn thấy được là cái dòng tiền vào quỹ ho đầu đã tăng lên các bạn tăng kỷ lục luôn 118 triệu trong khi các bạn nhìn thấy được là mỗi ngày trước đó đó họ chỉ có khoảng chừng 50 triệu vào mà thôi thì ngày hôm qua đã có 118 triệu có nghĩa là phí rất quan trọng đối với những nhà đầu tư ETF và chúng ta hôm nay đây thì vẫn chưa có thống kê à, của tất cả các quỹ nhưng mà ngay bây giờ đó chúng ta đã thấy được là đang dương 120 triệu. đương nhiên chúng ta vẫn chưa có thống kê đến từ RayScale hay là đến từ BlackRock và Fidelity đó là những quỹ lớn các bạn. Nhưng mà những cái thông tin chúng ta nhận được cho tới bây giờ đã rất là tốt nhất là chúng ta nhìn thấy được là cây quỹ RB của Ark Invest thì hôm nay đã có cái số lượng vào là 93 triệu các bạn 93 triệu này rất là cao lần cuối cùng chúng ta thấy được là cây số lượng vào nhiều và cái quỹ ARK Invest này đó là vào ngày 26 tháng 2 một thời gian rồi các bạn có thể nói là những cái quỹ ETF này đã không làm chúng ta thất vọng các bạn cho dù là Scale bán bao nhiêu đi nữa đó thì ngoại trừ một số ngày ngoại lệ phần lớn đó các bạn nhìn thấy vẫn là dòng tiền dương cái dòng tiền nạp vào rất rất là nhiều vượt xa tất cả cái sự mong đợi của tất cả mọi người các bạn đã nhớ là trước đây đó thì những cái ước tính thường nhớ là những người như là ở Bloomberg thì họ đưa ra ước tính là khoảng chừng 10 tỷ đô la trên năm đầu tiên chưa gì hết trong vòng 2 tháng chúng ta đã có khoảng chừng là 50 tỷ được các bạn con số cực kỳ cao và đây là một cái yếu tố rất là quan trọng khiến cho mọi người cực kỳ bất ngờ bản thân thuần còn cực kỳ bất ngờ với cái hiệu ứng và cú sốc nguồn cung diễn ra quá nhanh luôn các bạn chúng ta đã nói tới cú sốc nguồn cung trước khi mà có bitcoin spot ETF thông qua nhưng mà thuần đã chia sẻ là chúng ta cần có thể đợi tới khoảng chừng một năm thì cú sốc nguồn cung mới thực sự xảy ra nhưng mà chúng ta thấy được chưa gì hết trong vòng một tháng đầu tiên thôi cú sắp nguồn cung đã xảy ra rồi và CEO của Crypto một cái công ty mà họ chuyên về những dữ liệu on chain thì cũng đã chia sẻ ở trên uh, Twitter các bạn và không biết là cái cách tính như thế nào nhưng mà ý nghĩa của cái bài thuyết này đó là ngày nào mà con dòng tiền vào những bịch con smart ETF thì ngày đó bears không có chỗ đứng ở trong thị trường này và nếu như chúng ta nhìn vào cái dòng tiền gần đây đó thì uh, dựa theo CEO của Crypto nói là chúng ta có thể thấy cái cú sốc nguồn cung thật sự xảy xảy ra nếu như các bạn nghĩ là bây giờ đã xảy ra rồi đó, thì chờ thêm 6 tháng nữa nếu như mà không có gì thay đổi thì trong vòng 6 tháng nữa chúng ta sẽ thấy được cái cú sốc nguồn cung nó sẽ lớn cỡ nào các bạn sẽ không có đủ bitcoin để mà bán trên sàn OTC hay là chúng ta thấy được là sẽ không có đủ cái số lượng bitcoin để mà bán trên sàn spot dẫn đến gì các bạn dẫn đến là giá sẽ tăng lên đương nhiên lúc nào cũng sẽ có người muốn bán người muốn mua và nhất là khi mà giá tăng mạnh sẽ dẫn đến là nhiều người muốn bán hơn nữa cho nên một số quan điểm nói là một ngày nào đó gần đây các bạn lên trên sàn Coinbase, lên sàn Binance, các bạn muốn mua Bitcoin thì uh, sẽ bị báo là không có Bitcoin để bán nữa. Tôi không nghĩ gì đó sẽ đến đâu các bạn. Thôi nghĩ là lúc nào cũng sẽ có người bán, nhưng mà quan trọng là bán ở mức giá nào mà thôi. Có thể sẽ rất rất cao. Trên chân bản đó, trước khi mà có Bitcoin spot ETF đó, thì chúng ta cũng đã thấy là cái hiện tượng là càng ngày càng nhiều Bitcoin bị rút ra khỏi sàn, khiến cho cái số lượng Bitcoin thật sự được trade hàng ngày đã không còn nhiều nữa, các bạn. Và chúng ta cũng biết là có những đơn vị họ lưu trữ nhiều năm rồi, cái số đó có là mãi mãi không di chuyển tại vì có khả năng là họ không còn quá cá nhân nữa những cái bitcoin được đào ra trong những ngày đầu tiên à, và chúng ta cũng có những cái đơn vị như là Michael Saylor của Michael Strategy đó thì muốn lưu trữ hầu như là sẽ mãi mãi không bán dựa theo Michael Saylor các bạn ít ra đó thì sẽ lưu trữ rất rất là dài hạn và nhiều công ty cũng như vậy và chúng ta bây giờ thấy một số lượng lớn nó bị hút vào bởi những cái vị bitcoin smart ETF thì thật sự cái số lượng Bitcoin có thể được di chuyển trên những sàn giao dịch không còn bao nhiêu nữa và chúng ta thấy là cái số lượng được thu vào những quy Bitcoin Spot ETF tới ngày lại càng tăng lên chúng ta có thể nhìn thấy cái thống kê mới nhất bên dưới này đó, thì chúng ta có BlackRock đang lưu trữ tổng cộng cái này tính ngày hôm qua thôi các bạn chưa tính ngày hôm nay là 203.755 MicroStrategy lưu trữ là 205.000 thì trong vòng vài ngày nữa thôi BlackRock sẽ qua mặt michael MicroStrategy các bạn Fidel thì lưu trữ 127.000 bảy ARK Invest lưu trữ là 37.828 Bitwise lưu trữ là 28.553 Và chúng ta còn một số những cái quỹ nhỏ khác Chúng ta sẽ không nói đến từng quỹ các bạn Tại vì họ lưu trữ Đâu đó là khoảng chừng 2-5.000 Bitcoin mà thôi Nhưng mà Câu hỏi mà thường nhận được nhiều nhất gần đây đó là Grayscale còn bao nhiêu BTC? Tại sao mà họ có thể bán ngoài như vậy? Thì họ còn rất là nhiều các bạn. Tổng cộng đó là họ còn tới 388.925 BTC. Tại vì cái quỹ GBTC này đã có. Thường nhớ là từ năm 2013 các bạn. Cái quỹ này đã có 11 năm rồi chứ không phải là mới đâu. Chỉ là gần đây được chuyển thành quỹ Bitcoin Smart ETF mà thôi. Và cái số lượng này đó còn nhiều hơn cả cái số hiện tại của BlackRock cộng với lại Fidelity. Tuy nhiên hàng ngày các bạn thấy được là một số BTC rời khỏi Rayscale chuyển qua những quỹ khác và sau một thời gian đó thì BlackRock hoàn toàn có thể trở thành cái quỹ lớn nhất. Bây giờ thì chưa phải nhưng mà hoàn toàn có thể xảy ra các bạn. Thì à, tính tới cái thời điểm này đó thì tôi nghĩ là những ai thật sự muốn bán GBTC, có nghĩa là cái quỹ của Rayscale đó như là chúng ta nói tới FTX DCG công ty mẹ của công ty Genesis và công ty Genesis thì họ đã bán hết rồi các bạn tại vì những công ty này họ cần phải bán để cho thể bồi thường cho những nạn nhân hay là trả cho những cái chủ nợ thì những cái công ty này họ đã thông báo là bán từ ngày đầu tiên rồi các bạn và Genesis đã tính bây giờ tăng lý là phải bán hết rồi những người mà không thích cái phí cao của GBTC ở mức là 1.5% trong khi những quỹ còn lại đó chỉ có là 0.22 hay là 0.25 mà thôi thì họ cũng đã chuyển qua những quỹ khác trong vòng 2 tháng qua rồi chứ không có lý do gì mà họ đợi tới bây giờ mới chuyển. Như vậy thì ai vẫn đang tiếp tục bán. Nhìn vào lịch sử đó dòng tiền trong vòng 2 tháng qua đối với những quỹ Bitcoin Spot ETF đó thì rõ ràng là trừ vài trường hợp ngoại lệ khi mà chúng ta nhìn vào những con số này đó thì chỉ có vài trường hợp ngoại lệ giống như là ngày 1 tháng 3 mà thôi còn lại đó thì chúng ta nhìn thấy được là GBDC càng tăng tốc bán, cái số lượng nạp vào những viên còn lại đó thì lại càng tăng tốc lên nữa các bạn để mà thu vào. Nhất là những quỹ như là của BlackRock và Fidelity họ thu du rất là nhiều thì có một giả thuyết là các giám đốc của BlackRock hay là Fidelity đã, đã liên hệ với những tổ chức mà nắm giữ nhiều GBTC và thuyết phục họ chuyển sang cái quỹ của BlackRock hay là Fidelity từng công ty một cho nên chúng ta mới thấy được là gần đây đã vẫn tiếp tục có cái số lượng lớn GBTC được bán rồi sau đó lại có số lớn lớn Bitcoin được nạp vào những quý còn lại. Thì có khả năng đó là điều đang xảy ra hiện tại. Thì câu hỏi kế tiếp đó là tại sao TraceScale vẫn giữ cái mức phí cực cao là 1.5% mỗi năm. Trong khi những quý khác đó thì chỉ có 0.25 mà thôi. nghĩa là cái mức phí của TraceScale đó tăng lên tới cái mức là khoảng 6 lần. Những quý còn lại các bạn, con số rất là cao luôn. Không lẽ họ không biết làm những gì sẽ dẫn đến dòng tiền sẽ chảy ra hay là không. Và... Tại sao họ lại muốn như vậy? Có thuyết mưu gì đây hay là không? Thì à, các bạn đã nhớ là CEO của Grayscale cho biết là họ quản lý rất nhiều BTC nhiều năm rồi cho mình mới đây đâu. Trong khi những cái quỹ mới đó phải bắt đầu từ đầu. Cho nên họ có thể lợi dụng thời gian này để thu phí cao cho có số lượng lớn. Mặc dù là họ biết điều này có thể dẫn đến việc các nhà đầu tư từ từ rời khỏi quỹ của họ. Tại vì những cái quỹ kia đó thì họ phải bắt đầu từ đầu để mà tức lũy từng tỷ đô la một và cái số lượng mà họ tích lũy đó cái phần trăm phí lại rất là thấp cho nên rayscale vẫn có lợi hơn tại vì họ đã có sẵn một số lượng lớn bitcoin rồi ngoài ra đó họ cũng nói là họ có một số hợp đồng với một số những công ty do đó không phải ai mà muốn bán GBTC cũng có thể bán dễ dàng lúc này đâu tại vì rayscale đã có nhiều năm và có nhiều công ty sử dụng rayscale đó và có nhiều hợp đồng và CEO của Raydial tự tin là họ sẽ tiếp tục đi theo những hợp đồng đó và không hủy hợp đồng cuối cùng đó thì cái điều quan trọng nhất là Rescale bán bao nhiêu BTC cũng không quan trọng các bạn quan trọng là những quỹ còn lại đã thu về bao nhiêu tại vì dòng tiền là cái mà quan trọng nhất miễn là chúng ta tiếp tục thấy nhiều ngày liên tục có dòng tiền dương thì thị trường vẫn rất là tốt và chúng ta có thể nhìn thấy là Trayscale đó cũng đang lo lắng. Tuy là nói như vậy nhưng mà chúng ta thấy được ngày hôm nay đó Trayscale đã đệ đơn để phát hành một cái quỹ gọi là Trayscale Bitcoin Mini Trust với mã chứng khoán là BTC. Điều này nghĩa là gì các bạn? Thì Ray uh, Rayscale là công ty mà có cái phí rất là cao chúng ta vừa nói đến và cũng là cái quỹ mà có nhiều tiền rời khỏi hàng ngày. Và cho dù là CEO của Rayscale đó lúc nào cũng tươi cười nhưng mà tôi nghĩ ông không nghĩ là cái số tiền rời khỏi nhanh như vậy đâu. Mặc dù là Rayscale vẫn còn rất nhiều Bitcoin nhưng mà các bạn nhìn thấy được là cái số lượng rời khỏi đó đã là hơn 10 tỷ đô la Tính theo cái thông tin này đến từ Farsight đó thì đã là cái mức là khoảng 11 tỷ đô la rời khỏi trong vòng chỉ có 2 tháng mà thôi, con số không hề nhỏ, rất là nhanh. Thì Trayscale đó cũng lo lắng các bạn cho nên hôm nay họ đã đệ đơn để có cái quỹ Trayscale Bitcoin Mini Trust này. Thì cái điều này đó có nghĩa là họ sẽ chia quỹ GBTC hiện bây giờ ra làm hai các bạn một phần nó sẽ chuyển qua cái quỹ mới với cái mã chứng khoán là BTC phần còn lại đã sẽ tiếp tục với cái quỹ hiện tại đó chính là GBTC thì cái phần sẽ chuyển qua quỹ mới đó khả năng cao là cái phí sẽ thấp hơn dành cho những người mà chỉ muốn hold đồ và những người mới mà họ muốn thu mua cái quỹ BTC này thì họ có thể sử dụng cái quỹ mới mà họ đang chờ đợi được duyệt bởi SEC và những người mà lưu trữ quỹ mới này đó họ sẽ ho đồ dài hạn hơn và họ cũng không có cần trade hàng ngày cho nên cũng không có cần cái tính thanh khoản cao cái phần sẽ chuyển qua quỹ mới là bao nhiêu đó họ chưa nói rõ hiện tại thì tại sao họ đã dùng cái mã chứng khoán là BTC thì Grayscale đó đã mua bản quyền từ công ty gọi là ClearShare trước đây các bạn ClearShare sẽ là công ty đầu tiên được dùng mã chứng khoán là BTC có được mã chứng khoán BTC là một cái lợi thế đó các bạn tại vì đối với nhiều người khi mà họ lên trên những ứng dụng chứng khoán đó thì họ sẽ tìm bitcoin smart etf nhưng họ chỉ bấm vào cái chữ là btc mà thôi và nếu như mà rayscale đó bắt đầu có cái quỹ btc này thì có khả năng cao sẽ là cái quỹ hiện ra đầu tiên cho nên sẽ có một cái lợi thế về cái hiệu ứng thương hiệu đó Tại sao họ lại muốn tách ra làm hai quỹ mà không giảm phí xuống? Chỉ còn họ giảm phí xuống thôi các bạn từ 1.5. Bây giờ họ nói là OK, chúng tôi sẽ miễn phí phí trong vòng một năm hay là chúng tôi sẽ giảm cái phí xuống còn 0.25 để mà cạnh tranh. Làm như vậy đó không phải là sẽ đơn giản hơn để mà ngưng cái việc là cái số tiền rời khỏi Rescale thì tại sao họ lại không làm như vậy? không phải là đơn giản hơn là tạo thêm một quỹ mới là phải chuyển qua hay là không thì khả năng đó là họ có một số tổ chức như thường vừa chia sẻ với các bạn mới đây là đang sử dụng gbdc và có hợp đồng một thời gian rồi các bạn những cái tổ chức này đó thì khả năng là họ sẽ chấp nhận tiếp tục cái phí cao hơn là quỹ hợp đồng cho nên họ sẽ tiếp tục tính phí cao với những quỹ này phần còn lại sẽ chuyển qua quỹ mới thì đây là những cái giả thuyết hiện tại tại sao mà họ lại muốn có cái quỹ Trayscale Bitcoin Mini Trust này nhưng mà sự thật đó chúng ta vẫn chưa có biết rõ là bao nhiêu sẽ được chuyển qua quỹ mới và chúng ta vẫn chưa biết là quỹ mới này đó cái phí là bao nhiêu nhưng mà đây là cái thông tin mới nhất thường thấy được đây cũng là một trong dấu hiệu là Trayscale đó cũng hơi ấn rồi các bạn tại vì cái số tiền rời khỏi quá nhanh để refresh xem coi hôm nay chúng ta có cái thông tin mới về bao nhiêu rời khỏi chưa thì bây giờ vẫn chưa có các bạn thì bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi Trayscale Fidelity và quỹ của BlackRock. Khoảng chừng vài tiếng nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Các bạn đã nhớ là sau khi mà Hoa Kỳ có quỹ Bitcoin Smart ETF đó, thì có hai quốc gia ở châu Á nhanh chóng lên tiếng họ không thích Bitcoin Smart ETF. Thứ nhất đó chính là Hàn Quốc các bạn và thứ hai đó chính là ở Thái Lan. Hàn Quốc đó thì ngay một ngày sau khi mà họ thông báo là họ không muốn có bất cứ một công ty nào ở trong quốc gia của họ để đơn để có Bitcoin Smart ETF đó, thì một ngày sau đó văn phòng của Tổng thống cũng đã nói là khoan hãy xem xét lại để mà cho phép Bitcoin Spot ETF ở Hàn Quốc và quốc gia thứ nhì đó chính là Thái Lan Thái Lan cũng nói y chang luôn các bạn khi mà có Bitcoin Spot ETF họ nói là không chúng tôi sẽ không muốn có sản phẩm này ở Thái Lan nhưng mà chưa gì hết các bạn chỉ trong vòng có vài tuần thôi thì SEC ở Thái Lan đó nghĩa là Ủy ban chứng khoán và giao dịch ở Thái Lan đã thay đổi ý định và tạo ra một ngoại lệ và họ sẽ cho phép nhà tổ chức đầu tư và các cá nhân có tài sản cao được đầu tư vào các quỹ crypto ETF thì hiện bây giờ vẫn chưa cho phép là người dân toàn quốc đầu tư nhưng mà ít ra đó họ cũng cho một phần là những tổ chức đầu tư và những cá nhân có tài sản cao được tiếp cận những quỹ crypto ETF này <laughs> tại vì tôi nghĩ là bất cứ quốc gia nào khi mà họ nhìn vào cái sự thành công của Bitcoin ETF ở Hoa Kỳ đó thì họ cũng sẽ không có ý định cấm đâu các bạn Tại vì chúng ta thấy được là ngay cả ở nước Anh thì ngày hôm qua họ cũng nói là họ sẽ bắt đầu chấp nhận đơn cho những cái công ty nào mà muốn có một sản phẩm tương tự nhưng mà không phải là ETF mà là ETN có thể là tại vì pháp lý ở nước Anh Tôi cũng không có ra về vấn đề này Tôi đã chia sẻ trong video ngày hôm qua với các bạn rồi Và chúng ta thấy được là với sự tăng trưởng này đó, Thì chúng ta đều biết là Michael Saylor và Michael Strachey Lãi bao nhiêu Nhưng mà Salvador đó thì ít người nói đến hơn các bạn Và Salvador đó tính tới bây giờ là đang cộng lại Tổng cộng là 84 triệu đô la 84 triệu Có thể nhiều bạn nói là wow có quốc gia thì nghe không nhiều lắm Tại vì chúng ta nghe những con số Kinh khủng hơn Giống như là tới 4 5 tỷ đô la đến từ MicroStrategy thì 8 4 triệu này đó không có phải nhiều lắm. Nhưng mà thật ra các bạn nên biết là trước khi mà ở El Salvador họ chấp nhận thôi là tiền tại hợp pháp đó, thì rất ít người biết đến El Salvador. Các bạn nhìn thấy được là chỉ vỏn vẹn trong vòng mấy năm thôi thì nhiều người đã biết đến El Salvador hơn. Và một quốc gia mà nhiều người đó không thích tính du lịch tại vì một quốc gia cũng nghèo các bạn. Và một quốc gia mà có nhiều tệ nạn cũng như là có nhiều băng đảng. Nhưng mà chỉ trong vòng vài năm thôi đó mọi thứ đã thay đổi rồi các bạn. Và chúng ta cũng nên nhớ El Salvador đã nằm trong danh sách 50 quốc gia, 50 địa điểm mà cần phải đến trong năm 2024 này và một phần lớn là đến từ sự chấp thuận Bitcoin. Bitcoin đã khiến cho El Salvador có thể là tiếp cận được với nguồn vốn ở bên ngoài. Có nghĩa là họ có thể bán được trái phiếu và họ có thể thu về Bitcoin cho những ai mà muốn có quốc tịch ở El Salvador. Thu hút thêm những cái người mà du lịch đến El Salvador thu thêm những công ty crypto đến là Salvador và các bạn nhìn thấy được là họ cũng có rất nhiều lợi đến từ Bitcoin chứ không phải chỉ riêng là Bitcoin tăng giá đâu. Cho nên nhìn vào góc cạnh đó đó thì Salvador thực sự có lời từ Bitcoin từ rất lâu rồi các bạn không phải là mới đây đâu. Và chúng ta cũng thấy là khi mà giá Bitcoin không tốt đó thì nhiều người chọc quê tổng thống ở Salvador Nayib Bukele Bây giờ giá đã tốt trở lại và El Salvador có nhiều cả tiếng thì tới bây giờ đã vẫn chưa có nhiều bài báo lớn viết về điều này các bạn. Giống như là họ không thích <laughs> việc là Tổng thống Nayib Kelly chấp nhận bịt thôi là tiền tệ hợp pháp và các bạn đã nhớ những bài viết trước đây đó giống như là chúng ta nhớ cái tài khoản chừng 3 năm nói là chấp nhận bịt khô làm tiền tệ hợp pháp đó sẽ khiến cho nền kinh tế El Salvador hoàn toàn sụp đổ các bạn tới bây giờ đó thì họ vẫn là những hater những người mà không thích nhưng mà họ chỉ thể nói là thấy chưa cũng đâu có nhiều người sử dụng bitcoin ở Salvador đâu nhưng mà đó đâu phải là điều mà họ nói đầu tiên đâu các bạn trước đây họ nói là quốc gia này sẽ hoàn toàn sụp đổ và chúng ta thấy được là thị trường nó vẫn đang rất là tốt chúng ta cũng đã thấy là mỗi lần thị trường tốt đó thì sẽ dẫn đến là những nhân vật nổi tiếng họ sẽ không ngần ngại để mà nói về bitcoin và đây thật sự là cái sự truyền bá để khiến cho nhiều người biết tới hơn nữa các bạn và chúng ta cũng đã nói gần đây là có cầu thủ bóng rổ bằng áo satoshi thì chúng ta cũng thấy được là ngày hôm qua đó thì Drake một trong những rapper rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ các bạn đã chia sẻ cái video của Michael Saylor giải thích về Bitcoin giải thích về tại sao mà Bitcoin nó sẽ tiếp tục tăng trưởng, tại sao mà Michael Strategy cực kỳ bullish cho Bitcoin đã chia sẻ cái video này với 146 triệu người theo dõi trên Instagram các bạn. Và đây là cái video mà thằng đã tóm tắt trong cái video ngày hôm qua chia sẻ với các bạn về những gì mà Michael Saylor đã nói ở trên đài CNBC và nói tới Michael Strage thì chúng ta thì được là có một công ty cũng đã giống như là đi theo xu hướng của Michael Strage chính là Coinbase các bạn. Coinbase họ đã thông báo ngày hôm nay là họ dự định huy động tổng cộng là 1 tỷ đô la nhưng mà thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi sẽ đáo hạn vào năm 2030. Khi mà các bạn thấy cái chữ là convertible bonds hay là trái phiếu chuyển đổi có nghĩa là đây là trái phiếu giấy nợ nhưng mà ở một thời điểm nào đó có thể chuyển đổi thành cổ phần và nếu mà chuyển đổi thành cổ phần thì đương nhiên đó không phải là nợ nữa và Coinbase không cần phải trả cái số nợ đó tại vì đó là cổ phần rồi nhưng mà Coinbase thì được quyền để mà mua lại những cái giấy nợ đó nếu như mà không muốn nó chuyển thành cổ phần nhưng mà đó là chuyện của năm 2030 các bạn và cái này nó cũng tương tự như là MicroStrategy làm nhiều lần rồi nhưng mà khác với MicroStrategy đó không biết là họ không muốn chia sẻ hay là tại vì hiện bây giờ họ chưa có cái kế hoạch họ chỉ nói là họ huy động 1 tỷ đô la thì phần lớn họ sẽ sử dụng cái tiền này để mà trả nợ và mua những công ty khác chứ họ không có kế hoạch để mà mua Bitcoin ở thời điểm hiện tại thì cái này đã khác một chút nhưng mà đương nhiên khi mà thu vào rồi đó thì họ quyết định làm gì với số tiền này lúc đó chúng ta mới biết được các bạn và chúng ta cũng có một số những cái thông tin không được tốt, nhất là đến từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden các bạn. Thì chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã đưa ra đề xuất một lần nữa lại muốn áp đặt mức thuế 30% với điện sử dụng bởi những thời đạo bị khôi. Đây là lần thứ hai chúng ta nghe đến đề xuất này rồi các bạn. Lần đầu tiên là cái đây vài tháng thì hầu như sau đó nó không có mấy ai ủng hộ. Lần này một lần nữa chúng ta lại thấy đây là một cái đề xuất được đưa ra bởi chính quyền Tổng thống Joe Biden. Thì đây cũng đồng nghĩa là cấm đạo bị khôi các bạn. Tại vì khi mà chúng ta có cái phần thuế cao như vậy 30% đó thì khả năng là những thợ đào họ sẽ chuyển qua nơi khác để mà đào thì chẳng khác gì là cấm đào Bitcoin Hoa Kỳ cho nên rất nhiều người bây giờ đó là họ đang rất là không có được vui với lại cái đề xuất này và sẽ có nhiều những đơn vị trong thị trường crypto đứng lên mà chống đối các bạn. Một lần nữa đó chúng ta cũng không cần phải quá bi quan về cái đề tài này tại vì đây là một đề xuất cho các bạn. Khi nào mà đề xuất này đã trở thành sự thật chúng ta mới quan tâm. Và các bạn hãy nhớ là gần đây chính quyền Joe Biden cũng đã muốn thu thập thông tin dữ liệu đào nhưng mà chưa gì hết thì trong vòng một tháng thì cái lệnh đó đã bị hủy bỏ khi mà ra to rồi. Và các bạn nên biết là năm nay là cái năm bầu cử tổng thống, chúng ta thật sự không biết được tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ có còn là tổng thống Joe Biden hay là không. Từ đó mới biết được các bạn nhưng mà chúng ta có thể hiểu một điều là chính quyền của tổng thống Joe Biden thì rất là coi trọng ngành crypto này coi trọng trong cái phương diện là thu thuế các bạn chúng ta có nhìn thấy được đây là cái đề xuất thu thuế của năm 2025 liên quan đến chi tiêu của chính phủ các bạn thì trong đây đó chúng ta được là có rất là nhiều những cái phần liên quan đến tài sản có được số các bạn digital asset các bạn có thể tìm thấy cái từ này đó rất nhiều nơi có nghĩa là tài sản có được số tài sản điện tử là một trong những cái phần quan trọng trong chính sách thu thuế của chính quyền của tổng thống joe biden các bạn thì chúng ta có thể nhìn cái thông tin này bằng hai cách các bạn góc nhìn tiêu cực thì vào wow, họ chỉ muốn đánh thuế đánh thuế đánh thuế mà thôi nhưng mà nhìn góc cạnh tích cực thì đương nhiên đánh thuế có nghĩa là ủng hộ thị trường này chỉ hy vọng là chúng ta sẽ có những cái chính sách tốt hơn các bạn tại vì nếu muốn đánh thuế đó thì phải tạo điều kiện cho cái ngành này phát triển thì lúc đó mới có thể đánh thuế hiệu quả được và từ cái văn bản mới đây đó thì chúng ta thấy là pierre roger một trong những người mà trong crypto này đó thì cũng đã làm một bài toán các bạn thường cũng không có rõ là ông làm bài toán này như thế nào nhưng mà lấy những con số từ cái bằng bản chi tiêu này của chính phủ hoa kỳ đó thì nói là dựa theo cái số lượng thuế mà chính quyền của tổng thống Joe Biden muốn thu trong vòng một thập kỷ tới đây đó thì chúng ta có thể thấy được là ước tính cái số lượng doanh thu từ những công ty đào phải tăng lên gấp 10 lần cái số hiện tại cũng đồng nghĩa là nếu chúng ta lấy con số đó đó thì ta sẽ suy ra được là trong vòng khoảng chừng 10 năm đó thì dựa theo cái ước tính thu thuế này thì chính quyền của tổng thống Joe Biden sẽ ước tính Bitcoin sẽ phải đâu đó lên tới cái mức là hơn 6 triệu đô la các bạn gần 7 triệu đô la một Bitcoin trong vòng 10 năm thì đương nhiên đây chỉ là những cái giả định dựa theo những con số được chia sẻ trong cái danh sách này mà thôi các bạn danh sách này đó họ chỉ đưa ra con số mà thôi chứ còn về doanh thu thật ra bao nhiêu từ, từ đó suy ra cái giá bịch không bao nhiêu đó là đến từ peer Watcher cho nên chúng ta cũng chỉ xem thông tin này đó coi như là một cái thông tin cho biết mà thôi các bạn chứ còn thường cũng không có rõ là những cái chi tiết về bài toán đứng sau lưng con số này là như thế nào nhưng mà đây là một cái thuyết được chia sẻ rất là nhiều trên Twitter cho nên thường muốn dành thời gian để mà nói về thứ này với các bạn và chúng ta cũng có thể thấy được hiện bây giờ là có rất nhiều nghị sĩ trong đó chúng ta có bạn thân của chúng ta đó chính là thượng nghị sĩ warren các bạn bà là một người mà cực kỳ anti crypto đó thì à, năm nay bà cũng phải ra để mà ứng cử để mà giữ lại cái chức giấy thượng viện của mình thì à, chúng ta đã biết là gần đây có một luật sư đây là một luật sư mà cũng không phải là đến từ chính trị các bạn một luật sư mà chuyên về crypto mà thôi thì ông cũng đã đứng lên để mà tranh cử chiếc giới thượng viện ở tiểu bang Massachusetts với lại uh, thượng nghị sĩ Warren đó chính là John Deaton nhưng mà gần đây chúng ta lại có một cái thông tin đến từ Fox là sẽ có khả năng thêm một người nữa các bạn người này đó thì uh, là một người mà có trọng lượng hơn và là một người mà trước đây đã ủng hộ tổng thống Joe Biden và ủng hộ thượng nghị sĩ Warren nhưng mà bây giờ đã đã hoàn toàn đối lập rồi các bạn đó chính là Ian Kang chúng ta cũng nói sơ sơ về người này rồi các bạn thì Ian Kang bây giờ đã vẫn chưa chính thức công bố là sẽ đứng ra để mà có thể tranh chiếc ghế với lại thượng nghị sĩ Warren nhưng mà nếu như mà Ian Kang đứng ra để mà tranh cử đó thì nhiều người cho là khả năng sẽ cao hơn là một cái đối thủ mạnh hơn là John Deaton và Ian Kang có đội người mà ủng hộ crypto chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những quốc gia khác đi chúng ta có thông tin đến từ nước nga các bạn là cuối cùng thì tổng thống vladimir putin cũng đã ký cái luật để có thể phát hành cbdc các bạn đó chính là tiền kỹ thuật số ở nước nga tiền điện tử ruble thì chúng ta thực đây là một cái động thái ký để có thể trở thành luật có nghĩa là đã có thể bắt đầu nghiên cứu để phát hành chứ còn chi tiết chúng ta vẫn chưa biết hiện tại và lý do tại sao đây thì cũng đơn giản thôi các bạn tại vì có thể dùng tiền điện tử ruble để tránh cấm bận chúng ta có một cái thông tin mà thuận vẫn chưa hiểu các bạn đến từ nigeria chúng ta cũng đã nói tới nigeria vào tuần vừa rồi thì các bạn đã biết là nigeria đã thì đang đổ lỗi cho sàn binance là lý do tại sao mà tiền pháp định của họ bị mất giá là tại vì sàn Binance và họ nói lý do đó là tại vì sàn Binance có cái danh mục để các bạn có thể bán peer to peer đó thì cái mức giá hoán đổi đồng USDT và đồng Nigerian trên đó đó chính là đồng Nigerian Nairai đó thì nó không có đúng với giá thị trường nó thấp hơn giá thị trường dẫn đến là đồng Nigerian mất giá các bạn thì tôi đã từng chia sẻ với các bạn cái này là cực kỳ vô lý làm sao mà sàn Binance các bạn cái phần peer to peer chỉ là một phần nhỏ mà thôi mà ảnh hưởng đến tiền pháp định của một quốc gia được và nếu như mà thật sự ảnh hưởng đó, thì cái đồng này đã có vấn đề trước đó rồi và các bạn đã biết là đồng của Nigeria đã đã mất giá một thời gian dài rồi chứ không phải là tại vì có Binance mới mất giá đâu nhưng mà dù sau đây nữa đó thì Binance cũng đã loại bỏ cái đồng đó ra của hệ thống peer to peer rồi nhưng mà Nigeria lại đòi phải bồi thường là 10 tỷ đô la các bạn con số cực kỳ kinh khủng luôn các bạn đã biết là cái vụ cực kỳ lớn năm vừa rồi đó ở Hoa Kỳ đó chính là cái vụ liên quan đến uh, thỏa thuận với lại bộ tư pháp ở Hoa Kỳ cái vụ đó lớn như vậy đó nhưng mà bồi thường chỉ có là 4 tỷ đô la mà theo các bạn đóng phạt là 4 tỷ đô la trong khi này chưa đòi tới 10 tỷ đô la các bạn giờ 4 tỷ đô la đây là con số cực kỳ kinh khủng con số cao nhất mà một công ty tư nhân ở Hoa Kỳ phải nộp phạt mà bây giờ này chưa đầu 10 tỷ đô la các bạn con số rất là cao và thêm vào đó đó thì không biết tại sao này lại đang bắt giam hai giám đốc cấp cao của Binance thì theo thông biết đó là hai giám đốc này được mời đến Nigeria để mà đàm phán nhưng mà khi tới đó thì lại bị bắt các bạn hai cái này đã bị bắt giam hai tuần rồi và bây giờ đã passport của họ đó đang bị giam giữ bởi chính quyền của Nigeria bây giờ ra bên trong hay sao chúng ta không có biết thậm chí là người nhà cũng không biết tình hình ra sao luôn các bạn chúng ta không biết là họ bắt giam hai giám đốc này để làm gì có phải là để ép buộc sàn binance phải đóng phạt hay là không chúng ta không có biết tình hình bây giờ ra sao không hiểu là này chưa đang muốn làm gì nữa các bạn chúng ta cũng còn một số những tin tức khác cũng khá là thú vị tôi sẽ chia sẻ nhanh hơn với các bạn tại vì video này cũng khá là dài rồi chúng ta có cái thông tin liên quan đến công ty đào là Riot Platforms họ đã có cái sự hợp tác với lại công ty là Reform Energy để làm gì các bạn để biến chất thải từ các khu vực rác thành năng lượng cho những máy đào bình khôi Không biết là họ làm cách nào để có thể biến rác thành năng lượng được các bạn Nhưng mà đây sẽ góp phần làm sạch cho môi trường Thì nếu như mà là như vậy đó thì sau này không ai có thể nói là đào bình khôi lãng phí và làm ô nhiễm môi trường các bạn Trong khi có thể dùng rác để mà đào bình khôi được <laughs> Cũng như là câu nói rác của một người có thể là kho báo của một người khác chúng ta cũng có thông tin liên quan tới công ty Tether đó thì đã thành công hỗ trợ bộ tư pháp ở Hoa Kỳ và FBI để mà đóng băng và hoàn trả lại là 1.4 tỷ đô la cái số tiền mà được thu vào bởi những cái tội phạm các bạn thì có thể nhiều bạn nói là chúng ta nói tới blockchain thì phải phi tập trung thì tại sao Tether hay là chúng ta nói tới là USDC của Circle Để đóng băng được thì cái mà các bạn hiểu đó là giả sử như là chúng ta nói tới Tether đi ở trên mạng lưới của Ethereum thì mạng lưới Ether là mạng lưới phi tập trung, không ai có thể đóng băng được hết các bạn. Nhưng mà các bạn gây dựng một cái hệ thống trên đó sử dụng smart contract thì ở trong hợp đồng thông minh của các bạn, các bạn có thể có những cái mã có thể đóng băng được những cái ví. Đó là cái sự khác nhau của các bạn. Giống như là các bạn có thể gây dựng một cái ứng dụng ở trên một cái uh, lập trình mở giống như chúng ta nói tới Linux đi, các bạn có thể sử dụng lập trình mở là Linux để có thể tạo ra ứng dụng. Nhưng mà ứng dụng các bạn đã hoàn toàn có thể là ứng dụng kín, không phải là ứng dụng mở đó chỉ là một nền tảng thôi thì cũng tương tự các bạn Ether là một cái nền tảng mà Ethereum là một đồng tiền tập trung nhưng mà những cái hợp đồng thông minh trên Ether đã có thể làm cách nào mà họ muốn giống như là Tether thì đóng, đóng băng được các bạn nhưng mà đây cũng là một trong những cái dẫn chứng cho thấy là khi mà chúng ta nói tới sử dụng blockchain hay là sử dụng những cái tiền cực số để mà phạm pháp đó, thì không phải là một sự lựa chọn tốt đâu tại vì thứ nhất người ta có thể theo dõi được cái ví đó hiện bây giờ đang ở đâu tiền đó đi chuyển qua những cái sàn nào và có thể bị đóng băng ngay lập tức hay là sử dụng tether cũng có thể bị đóng băng luôn các bạn cái này nó còn nhanh hơn là thông qua hệ thống của ngân hàng các bạn có nghĩ đi các bạn là một người mà đang truy lùng một số tiền nào đó, số tiền đó là liên quan đến tội phạm, tội phạm đó, đó đã đi qua một quốc gia khác rồi, thì làm sao mà các bạn, cho dù là có quyền lực ở quốc gia các bạn, thì làm sao các bạn có thể kêu quốc gia khác đóng băng tài sản đó? Nên là một quá trình rất là dài các bạn và khó khăn, trong khi mà chúng ta có thể thấy được những cái giao thức như là tether hay là usdc hay là những sàn giao dịch đúng là những cái công ty mà có thể hợp tác hỗ trợ những cơ quan thực thi pháp lý được. Và đối với Tether, họ cũng đã nói là họ chuẩn bị để mà phát hành USDT ở trên Salo, một blockchain tương thích với lại Ethereum Virtual Machine các bạn, là EVM. Thì Tether thông báo là họ sẽ tích hợp với lại Salo để mà mang là lợi ích đáng kể trong đó bao gồm là cái phí giao dịch cực kỳ thấp các bạn chỉ là 0.001 đô la mà thôi và hỗ trợ việc thực hiện các giao dịch siêu nhỏ Salo đó thì từ khi ra mắt vào tháng 4 năm 2020 thì đã thiết kế để mà hỗ trợ thanh toán nhanh chóng và chi phí thấp trên toàn cầu Tether thì chưa có ra thông báo là khi nào thì USDT sẽ chính thức hoạt động trên Salo Nhưng mà các bạn đã biết là công ty USDC đó, công ty Circle thì họ đã phát hành trên Salo vào tháng 1 của năm nay rồi thì chúng ta sẽ thấy có USDT trên mạng lưới của Salo và nói tới đồng ổn định đó, thì chúng ta cũng có một cái thông tin đó chính là tôi nhớ là vào ngày 16 của tháng này đó, thì chúng ta sẽ có một đồng ổn định được hỗ trợ bởi đồng đô la các bạn trên mạng lưới của Cardano đó chính là đồng USDM các bạn và đây là một thông tin rất là lớn tại vì cho tới bây giờ chúng mà nên hiểu là ở trên mạng lưới của Cardano đó thì không có USDT và không có USDC thì nó cũng đã tìm hiểu xem có lý do tại sao và cái thông tin thường nhận được đó là tại vì cũng như chúng ta vừa nói đến là đối với lại phương diện pháp lý đó thì USDT và USDC là hai đồng định lớn phải có cái chức năng là đóng băng tài sản như mình nếu như mà Tether và Circle ở trên mạng lưới của Cardano đó thì sẽ không có chức năng đó và nếu như muốn có đó thì theo thường nhớ là họ phải có một cái chi phí để mà thành lập một cái mã hợp đồng thông minh và cũng rất là tốn kém thời gian nó không có đơn giản như là họ có thể là nhanh chóng hỗ trợ trên mạng lưới Tron trên mạng lưới của Ethereum Cardano kết cấu rất là khác và vì lý do đó đó thì Tether và USDC đã quyết định là không hỗ trợ Cardano ở thời điểm này cho nên Cardano trên trang bản nó không có một cái đồng ổn định nào gọi là đáng kể và USDM đó cho dù là sau này khả năng đó là không phải là một độ ổn định lớn các bạn nhưng mà cũng là một độ ổn định quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của DeFi ở trên mạng lưới của Cardano và chúng ta sẽ có cái sự phát hành của USDM thường nhớ là ngày 16 tháng 3 có nghĩa là còn 4 ngày nữa đó các bạn và cái thông tin cuối cùng là liên quan đến Solana Solana đã ghi nhận cái số lượng địa chỉ ví mới mỗi ngày cao kỷ lục các bạn đã lập đỉnh mới với cái số lượng địa chỉ ví mới các bạn và theo cái số lượng thống kê trung bình 7 ngày từ đầu block đó thì mỗi ngày đã có gần 691.000 địa chỉ mới được tạo ra trên blockchain của Solana và Solana đã hiện có nhiều giao dịch hàng ngày hơn cả Ether nữa và các blockchain khác Thối lượng giao dịch trên sàn Dex của Solana đã vượt quá 2 tỷ đô la mỗi ngày kể từ đầu tháng 3 rồi. Tôi biết là nhiều bạn là fan của Solana và cái sự tăng trưởng giá của Solana sau tất cả những sự kiện của năm 2022 cái sự liên quan tới FTX thì sau tất tất cả những sự kiện đó Solana cũng đã cho chúng ta có một sự tăng trưởng rất là tốt cũng đã không làm cho các bạn thất vọng và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link của mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn